chiều 22 tháng 11 tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 năm học 2020-2021. Dự buổi lễ có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan cùng đông đảo học sinh, vận động viên, huấn luyện viên đến từ các phòng giáo dục và đào tạo và các trường khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hội khỏe Phù Đổng năm học 2020-2021 đã thu hút trên 4.000 lượt vận động viên đến từ 9 phòng giáo dục và đào tạo và 32 trường khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 13 môn thi đấu. Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội truyền thống của tuổi trẻ học đường, là dịp để toàn ngành giáo dục đào tạo tiếp tục cổ vũ tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện và thi đấu các môn thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các thầy cô giáo và các em học sinh, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. Đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các tài năng thể thao cho tỉnh và cho quốc gia.